kiếm khách và khách kiếm. Trong một đêm cuối năm 2020, gió trời se se lạnh nơi phố trọ. Tại một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn nến le lói qua khe cửa, chỉ thấy bóng hai chàng trai đang đứng nhìn đối diện nhau. Bỗng nhiên, không nói không rằng, chỉ với một cái nháy mắt, cả hai thủ thế cùng thò tay, mỗi người cầm chắc thanh đoạn kiếm của mình. Mặc dù kiếm có cây hơi cong và có cây hơi to so với mức bình thường, chắc có lẽ đây là một cuộc chiến không cần sức. Tuy nhiên, động tác rút kiếm của hai kiếm khách nhanh như điện xẹt, làm cho cây nến trên bàn vụt tắt. Chút lấy sáng cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người lao vào nhau quyết chiến một trận sinh tử. Cả hai lăn lộn thi triển hàng loạt tuyệt kỹ kiếm pháp do mình đã tu luyện từ khi còn nhỏ cho tới nay. Công lực của hai kiếm khách không ai thua kém, lúc nhặt lúc khoan, khi trì trọng khi thanh thoát, kiếm khí bay ngập ngụa khắp phòng. Sau một hồi giao kiếm cật lực, cả hai đã sử dụng hết 69 chiêu thức kiếm kỳ diệu, vừa tựa hồ như thiên binh vạn mã hùng hục, lại vừa lả lướt nhẹ nhàng như chim lượn trên ngọn cây. Cả hai gần như đã thấm mệt, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc khôn xiết khi họ đã cùng nhau phối hợp một cách rất ăn ý, với ước mơ từ nay sẽ độc bá thiên hạ, nhất thống giang hồ, đời đời vang tiếng. Sau ngày hôm đó, cả hai chia tay đầy lưu luyến và lên lịch hẹn gặp nhau trong một buổi đấu kiếm sắp tới, hứa hẹn sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Tuy nhiên, chỉ mới một tuần trôi qua, cả hai cảm thấy cơ thể càng suy yếu. Sư huynh thì ôm ngực ho sù sụ, còn sư đệ thì thấy trong người trở nên nóng rừng rực như bị sốt cao, mặt mũi thì lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Cả hai hoảng hốt, dẫn hết nội công, điều hòa lại chân khí, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sư huynh nói: "Sư đệ, chả lẽ chúng ta lại bị tẩu hỏa nhập ma hay sao?" Sư đệ hoài nghi: "Không thể nào, những chiêu thức này đệ đã tập luyện từ bấy lâu nay mà có bị sao đâu." Hay là sao vậy sư đệ? "Hôm kia đệ có so kiếm với một tên kiếm sĩ từ lỗ Mani về, chiêu thức của hắn rất quái dị nên em cũng sơ suất chúng vài chiêu." "Trời mẹ, chả lẽ kiếm của hắn có độc hay sao?" "Thôi chết rồi, huynh cũng nghe nói hiện tại đang có một loại độc virus rất đáng sợ do bọn kiếm sĩ từ ngoại quốc đem về. Nó chỉ cần ho thôi cũng khiến cho những người cách xa trăm bước vẫn có thể bị ám hại, chứ đừng nói gì tới chuyện đấu kiếm trực tiếp với đệ." "Má ơi, nếu đúng như vậy thì chả lẽ song kiếm của hai ta tu luyện lén lúc bấy lâu nay giờ thành thân bại danh liệt hay sao sư huynh?" "Đệ đi báo gấp đại phu đi, liêm sĩ gì tầm này nữa,